Kim Thanh xin kính chào quý vị. Mở đầu bản tin hôm nay là phần tin Việt Nam. Nghệ sĩ Cải Lương Tấn Tài, người từng nhận giải thưởng Huy chương Vàng, giải Thanh Tâm năm 1963, đã qua đời tại Sài Gòn, thọ 73 tuổi. Tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, đông đảo nghệ sĩ Cải Lương tại Việt Nam đã hiện diện trong lễ an táng người nghệ sĩ được mệnh danh Hoàng đế Dĩa Nhựa Linh cửu của nghệ sĩ Tấn Tài được quàn tại nhà riêng ở bến Nguyễn Duy, quận 8, thành phố Sài Gòn. Nghệ sĩ Tấn Tài bị cắt bỏ túi mật cách này khoảng 3 năm. Mới đây, ông bị nhiễm trùng ống dẫn mật và qua đời tại bệnh viện. Nghệ sĩ Tấn Tài chào đời tại An Giang, xuất thân là một nhà giáo, rồi theo nghiệp cầm ca và biến mái nhà riêng thành ngôi nhà nghệ sĩ. Vợ của ông là nghệ sĩ Như Ngọc cùng hai con trai là Tấn Beo, Tấn Bo cũng đều bước vào sân khấu cải lương. Ông nổi tiếng như cồn nhờ giọng hát chảy chuốt, chữ tình. Năm 1960, ông được tặng biệt hiệu Hoàng đế dĩa nhựa vì dĩa hát của ông phát hành không kịp cung ứng cho thính giả khắp nơi. Ông cũng từng là kép tránh của các đoàn cải lương, thủ đô Dạ Lý Hương, Kim Trung cùng đóng cặp với Diệu Hiền, Lệ Thủy và một dạo là bầu gánh thủ đô. Khán thính giả vẫn chưa quên được ông trong các vở cải lương như Cát Dung Phương Tử, Khói Sóng Tiêu Tương hay Bóng Hồng Sa Mạc. Và bản tin kế tiếp của ngày hôm nay ông một ông chùm làm chủ năm tiệm massage ở Sài Gòn đã bị kêu án 12 năm tù vì tội cấm cung các nữ tiếp viên. Truyền thông tại Việt Nam cho hay, hôm 27 tháng 1, tòa án thành phố Sài Gòn đã tuyên bản án 12 năm tù đối với ông Phan Cao Chí, người từng là chủ tiệm massage Tân Hoàng Phát, tọa lạc tại Thủ Đức, cùng với bốn cơ sở khác ở Đồng Nai. Bình Dương, Vũng Tàu. Ông Chí bị tòa án cáo buộc trong nhiều năm liền đã giam lỏng 94 nữ nhân viên, bắt họ làm việc mỗi ngày 16 tiếng mà không được trả lương theo hợp đồng. Ông cũng không cho phép họ nghỉ và muốn nếu muốn thôi việc, gia đình phải nộp tiền chuộc mạng hàng chục triệu đồng. Nhiều cô leo cửa sổ định trốn bị té mang thương tích có cô trốn được nửa đường thì bị bắt lại, bị đánh đập dã man. Tin cho biết những nữ tiếp viên này lúc nào cũng bị 10 tên du đảng canh chừng cẩn mật và họ bị ép phải thực hiện các động tác kích dục làm cho khách thỏa mãn. Ngoài bản án 12 năm tù dành cho ông Chí, tòa án thành phố Sài Gòn còn phạt các đàn em của Chí như Phan Việt Hậu, 26 tuổi, 10 năm tù, Phan Quốc Cường, 33 tuổi, 9 năm tù. Nguyễn Minh Phương, 37 tuổi, 3 năm tù. Nguyễn Hoài Nhanh, 26 tuổi, 2 năm tù. Và vợ của Phan Cao Trí là Phan Thị Yến, 32 tuổi, cũng bị kêu án 6 năm tù. Hôm thứ Năm, trận bão tuyết từng được dự đoán và chờ đợi ở vùng Duyên Hải Đông Bắc, Hoa Kỳ đã xảy ra với sức mạnh hơn nhiều so với sự tiên liệu. Dự báo thời tiết nói sẽ có tuyết rơi tới khoảng 12 inch, nhưng thực tế đã cao hơn nhiều. Tuyết rơi tại New York 19 inch, Philadelphia 17 inch. Trong khi đó, vùng thủ đô Washington lượng tuyết đổ từ 3 đến 7 inch, nhưng đã làm cho khoảng 300.000 dân chúng bị mất điện. Các trường học đã đóng cửa nghỉ qua ngày thứ nhì và tại thành phố New York cũng như những người lái xe được khuyến cáo tránh đi vào nhiều đường trơn trượt. Đến nay mới là nửa đầu mùa đông, nhưng miền duyên hải Đông Bắc Hoa Kỳ lượng tuyết rơi cao hơn nhiều so với trung bình mọi năm. Tuyết rơi dày một phút Ngày thứ tư và thứ năm ở phi cảng dân sự thành phố Hartford, tiểu bang Connecticut. Tổng cộng trong tháng 1 đã ghi được 55 inch tuyết so với kỷ lục trước đây là 45 inch một tháng. Và bản tin kế tiếp, tiểu bang California công bố một đạo luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011. Theo đó, cấm các chủ nợ của món nợ nhất được đòi thêm tiền khi đã chấp nhận cho con nợ bán căn nhà với giá thấp bên dưới số tiền đang nợ. Đạo luật này đã được Quốc hội tiểu bang California thông qua hồi tháng 8 năm 2010 và thống đốc Arnold Schwarzenegger ký ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 2010. Đạo luật chỉ áp dụng đối với nhà ở từ 1 đến 4 đơn vị chứ không áp dụng cho các loại bất động sản thương mại. Một đơn vị là nhà biệt lập và cho tới 4 đơn vị, tức là nhà duplex, triplex hay fourplex. Tùy luật lệ từng tiểu bang, chủ món nợ có thể tiếp tục đòi con nợ phải trả cho họ phần tiền lỗ vốn sau khi đã siết nợ căn nhà hay đồng ý cho bán dưới món nợ theo các tác giả của đạo luật ở tiểu bang california mục đích của luật là bảo vệ các chủ nhà đã mất khả năng trả nợ như bị thất nghiệp ly dị bệnh tật bất ngờ mà không thể gồng nổi số tiền trả nợ hàng tháng đến nỗi phải xin chủ nợ cho bán căn nhà dưới số tiền đang nợ Cuối cùng bản tin hôm nay là tin thế giới. Cuộc nổi dậy thành công của quần chúng ở Tunisia đã cổ vũ cho sự chống đối chính quyền của dân chúng ở các nước Hồi giáo khác. Trong khi những cuộc biểu tình phản đối chính quyền của Tổng thống Hani Mubarak còn đang tiếp tục xảy ra mạnh mẽ, thì hôm 27 tháng 1, Hàng ngàn dân chúng Yemen cũng bắt đầu tập trung biểu tình ở thủ đô Sana'a, Hakim Amasari. Chủ bút tờ nhật báo Yemen Post cho biết phe đối lập đã quyết định khởi sự phong trào biểu tình chống đối sau khi mọi người nỗ lực đối thoại với đảng cầm quyền đều là vô hiệu quả. Tổng thống Ali Abdullah Saleh là nhà lãnh đạo duy nhất ở Zenmen từ 30 năm qua. Những người chống đối nói rằng tình trạng tham nhũng tràn lan, trong khi đại đa số dân chúng sống trong tình cảnh đói nghèo, đó là lý do mà hàng ngàn người nổi dậy chống chính phủ. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ tới. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.